Thưa quý vị, nhờ thực hiện tốt công tác quảng bá truyền thông, các bảo tàng tại Đà Nẵng tiếp tục là điểm đến yêu thích của người dân và du khách trong dịp hè năm nay. Với chủ trương mở cửa miễn phí các bảo tàng trên địa bàn thành phố, hè năm nay các điểm đến này lại càng sôi động với lượng khách trong nước lẫn quốc tế. Ước tính chỉ riêng trong tháng 7 vừa qua, Bảo tàng Điêu Khắc Chăm đã đón hơn 2.200 lượt khách, Bảo tàng Đà Nẵng đón hơn 4.800 lượt khách, Bảo tàng Mỹ Thuật đón hơn 2.800 lượt khách. Ngoài cái triển lãm và giới thiệu các bộ sưu tập bảo tàng, thì chúng tôi cũng tổ chức những cái hoạt động mà triển lãm tranh hay là những cuộc thi online, tận dụng cái môi trường Internet để mà đưa bảo tàng đến với công chúng. Tận dụng các kênh truyền thông online, thời gian qua các bảo tàng tại Đà Nẵng đã tăng cường công tác tuyên truyền, quảng bá, cập nhật tin tức, sự kiện để thu hút khách đến tham quan. Bên cạnh đó, các bảo tàng cũng tích cực tổ chức các sự kiện, triển lãm và chương trình giáo dục lịch sử cho học sinh, sinh viên, cũng như các tour trải nghiệm mùa hè, qua đó mở rộng sự kết nối của người dân, du khách với bảo tàng. Thì Bảo tàng Đà Nẵng chú trọng nhiều hơn đối với lại công tác truyền thông mạng, cũng như là thông qua website, cũng như là cái phần mềm bản đồ số về di sản. Bởi vì thông qua những cái kênh truyền thông điện tử này thì nó có thể được xem là một cái xu hướng tất yếu cũng như là phù hợp trong cái thời điểm hiện nay. Trước xu thế chuyển đổi số, hiện Sở Văn hóa và Thể thao Đà Nẵng cũng đang đẩy mạnh triển khai đề án chuyển đổi số tại các bảo tàng trên địa bàn thành phố, nhằm tạo ra sự kết nối tương tác đa chiều với công chúng, từ đó góp phần tạo sức hút cho điểm đến.